Em test cho một bác khách ở Thanh Hóa anh em nhé. Sáng đi một phát rồi. Đây, vừa bóc thùng ra anh em này. Đó. Em thông tín hiệu trước này. Em phải thông tín hiệu trước anh em nhé. Đấy, cho anh em xem, ok. Đúng không? Vặn mắc luôn để thông tín hiệu anh em nhé. Đó, em nhá. Rồi, ok, thông tín hiệu kênh kênh 3, kênh 4 đi em. Đó. Đây. Chuyển cho anh Phong, anh ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa nhá. Đấy, 10.800. Đấy, thông luôn tín hiệu hai kênh này nữa này. Đấy, ok chưa? Căng đét luôn chưa? Đó. Ok chưa? Đấy, thoải mái luôn cho anh em nhá. Đấy. Ok, bây giờ mới đóng loa vào. Nhạc thì em cắm trực tiếp trên trên máy tính vào nhá. Xong bây giờ mới cắm loa này. Đấy, test từng kênh. Đó, ok. Đó. Đấy, từng kênh đấy, đầy đủ luôn. Con này rất là mạnh. Nếu anh em đợt mặn mắc thì anh em biết rồi đúng không ạ? Bây giờ chỉ hơi nhích này. Ok chưa. Rồi, test kênh 1, kênh 2 đi em. Đấy, test nhanh con này gửi cho anh. Rất tin tưởng là đã sẽ đặt cọc trước cho bên em là chuyển hết tiền anh em nhớ về bên em sẽ chuyển xe. Đó, rồi. Kênh 3, kênh 1 này. Kênh 1 đây anh em nhớ. Kênh 2 này. Ok chưa? Thoải mái luôn, test từng kênh nhá. Ok chưa, thế là yên tâm cho anh em nhá. Con này thì Quân lấy dây rắc tặng anh đi. Đó. Nó có các cổng như A, B, C, D. Anh em có thể link từ A sang C, B sang D anh em nhá. Để lấy tín hiệu cả 4 kênh, chỉ cần 2 tín hiệu đầu vào. Đấy, mà được cả 4 kênh anh em nhá. Đấy, 4 kênh này anh em cắm speaker vào đây. Quạt gió đây chạy khá êm anh em nhé. Bản này là bản mới. Nên ra quạt gió của nó rất là êm, không giống như những bản như năm 2021. Bản này là năm 2022. Nó rất là êm anh em nhé, rất là êm ái. Đó, nói chung là con này thì anh em chơi thì chơi gia đình hoặc anh em chơi sự kiện thì tuyệt vời luôn anh em nhé. Đó, nói chung là chơi con này rất là chất. Anh thì có muốn nhu cầu mua Azay nữa thì đây. Azay em có nhưng mà hiện tại đang để trong thùng. Đâm ra là cũng không tháo ra test cùng với chất âm cho anh được. Nhưng mà đánh rất là hay luôn anh em nhé. Rất là hay luôn. Đó. Tiếng rất sáng anh em nhé. Con này thì chuyên đánh full. Đó. Tiếng cực kỳ sáng luôn. Test rất là kỹ luôn. Cho em cứ để găm điện này. Chạy cho anh em cùng xem nhé. Nói chung ở đây là một chiếc cái dòng mà một cái dòng mà em thấy là nó khá bền bỉ anh em nhé. Chất âm hay, bền bỉ. Đấy, mắc volume. Được chưa? Cho anh em yên tâm. Tháo loa ra rồi thì anh em mắc thoải mái anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, nói chung là test thì chả có gì đâu. Test lên tiếng là được, chạy ổn định là được anh em nhé. Đó. Ok chưa? Đó. Đó, cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đó, ổn định luôn. Đấy, thì em xin phép là dừng cái video ở đây thôi. Anh em nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đấy, giá hiện tại là 10.800. Bên em sẽ tính phí ship tùy từng khoảng cách anh em nhé. Và nếu mà anh em gửi xe như bác khách này, anh em gửi xe thì nó rẻ thôi. Gửi xe về Thanh Hóa thì em nghĩ là nó rơi tầm khoảng độ 100.000 thôi chứ không nhiều anh em nhé. 100.000 thôi. Chỉ 100.000 thôi anh em nhé. Em gửi rất nhiều rồi. Đấy, thì nói chung là đây là một trong những cái con đáng chơi. Gửi xe thì nó rẻ, còn đâu anh em gửi bưu điện thì nó rơi như em nói, nó rơi vào tầm khoảng độ là bao nhiêu nhỉ? Hơn 300.000 vì chuyển bưu điện thì con này cân khá nặng. Rồi ok, em sẽ đóng thùng vào cho anh em nhá. Và cho anh luôn. Chào tất cả anh em nhá. Hẹn anh em những clip lần sau. Xin chào tất cả các bác nhá.
để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.